bơm bánh xe hả chị? Để chạy luôn chứ nó cũng không có tiết kiệm xăng nhiêu đâu. Cái này là cái nước sơn của nó luôn ha, đề cam ta. Cái chữ này nè. Chữ này hả? Đúng rồi, nước sơn ha, đề cam. Nghi là nước sơn luôn á. Sơn mà vậy được hay ha. Sơn chứ. Hay á, sơn hay thì. Giờ không lại chưa sang tên đi đâu cũng phải cầm theo cái hợp đồng này, lại còn mấy công an nó rẻ tiền.